Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về xem tuổi làm ăn, hợp tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụ bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân, người tuổi Nhâm Tý, mà còn phụ thuộc vào người hợp tác, làm ăn cùng quý bạn. Chọn tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tý nữ, nam để mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc. Để chọn ra được các thông tin tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với tuổi nào, cần dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét. Vì thế, các thông tin về tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với tuổi nào trong làm ăn sẽ được chọn lọc và chỉ xuất ra kết quả cuối cùng. Tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu. Vì những tuổi trên thuộc mệnh thủy, khi kết hợp làm ăn với người tuổi Nhâm Tý thì mới được hỗ trợ, giúp sức nhau làm ăn, có cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi thuộc mệnh hỏa thì có thể là bạn bè, cùng nhau làm ăn được. Nhưng thường khi người sinh năm 1972 làm ăn với những người tuổi trên sẽ bị thua thiệt. Cho nên, người tuổi 1972 thường sẽ làm cấp dưới hoặc trợ lý cho những người có tuổi trên thì công việc mới thuận buồm xuôi gió. Tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với các tuổi Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thuộc mệnh mộc thì hai bên hỗ trợ nhau làm ăn phát đạt. Tuổi Nhâm Tý kết hợp làm ăn với những người tuổi Bình Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Tuy có khắc chế, nhưng nếu người tuổi Nhâm Tý là cấp trên của các tuổi trên thì vẫn phát tài lộc. Tuổi Nhâm Tý không nên làm ăn với các tuổi Nhâm Thân, Quý Dận, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi thuộc mệnh kim. Vì công việc làm ăn phần lớn bị thua thiệt nên tìm cách tránh né thì hơn. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.